Giới thiệu đến các bạn là cái sản phẩm máy rang HD20 cấu tạo bằng inox hoàn toàn. Thì cái mẫu này là được làm bằng inox, cái lồng rang cũng làm bằng inox, không phải như là những cái loại bằng gang thép mà gây ra hoen rỉ như những cái mẫu kia. Về kích thước máy á, là mẫu này là cao tới dài tới 260, cao là 36, chiều rộng của máy là 28. Kích thước của lồng rang này là 40 và đường kính của lồng rang là 20. Thì mẫu này thiết kế là nó thiết kế hình bát giác, có những cái đường rãnh mình để thoát hơi khi các bạn rang thì nó sẽ không có bị bịt bùng cái hơi nước trong đó. Và phía trước này nó người ta thiết kế là bây giờ che chắn luôn cả cái phần phía trước này thì nó giúp giữ nhiệt nhiều hơn. Và đồng thời người ta thiết kế một cái cửa để mình xem nguyên liệu thông qua này. Có một miếng gương nhỏ trong cái lồng rang. Thì các bạn chỉ cần mở cái này ra và nhìn qua sẽ thấy được cái nguyên liệu của mình như thế nào. Đó, đây mẫu này cải tiến hơn nhiều so với những mẫu cũ trước đây. Rồi, mẫu này nó có thêm là cài đặt thời gian, cài nhiệt độ. Thì các bạn rang hạt nhiệt độ là từ 0 cho tới 200 độ. Nhiệt độ rang thì tầm từ 110 cho tới 180 tùy loại hạt. Thì trên này cũng có hiển thị sơ về các loại hạt khác nhau về nhiệt độ. Đó. Đó, ưu điểm của mẫu này là thiết kế cái lồng rang hình bát giác và nó có thiết kế một miếng gương nhỏ để các bạn tiện quan sát phía bên trong, và cái miệng trước á, là nó sẽ bịt lại, nó khi rang nó hạt nó không có bị rơi vãi ra bên ngoài như những cái mẫu máy khác. Và máy được làm bằng inox 304 hoàn toàn nên chỉ không có sinh ra hoen rỉ rỉ rác như những cái mẫu khác. Bên trong lồng rang là có hai lưỡi đảo. Yeah. Còn máy sử dụng điện 220, công suất là 1.500W. Còn những phụ kiện đi kèm là bao gồm là những cái, một cái móc để các bạn bưng cái lồng rang ra, cái nắp đậy trên cái thùng này thì các bạn khi mua về các bạn gắn lên. Rồi, hai cái viên bi, hai ổ bi dự phòng để cho phòng trường hợp mà cái bi của máy nó bị hư á, thì các bạn thay vào, cũng đơn giản.